6, ngon quá. Một cân chìa. Cho nhà chi những con đấy nó tuyệt đỉnh dài nhần. Con đấy hiểu hiểu. Một cân à? Một cân. Được rồi. 2 à? 120 đấy không được thế này được. Hai con lấy nên làm 10 bàn, hai con nó có đủ không? Hết thôi, có mấy cả mẹ. Bác ơi, bác có hay ăn thịt chuột không? Thích phạm. Bác thường mang về mua về bác chế biến món gì ạ? Sáng xả ớt, trứng hành đấy. À. Luộc à, thế ạ. Em mò 2, 3 cái môi. Vâng. Chẳng ông cứ thích mới đi mua. À, thế là mua. Ông ơi, thì cũng rượu. Vâng. Các ba đấy cũng có ăn nhưng vâng, con thấy là có rất nhiều món để có thể uống rượu. Sao mình lựa chọn thịt chuột ạ? Ông nói ông tôi hay thích hết, hay thích thịt được luộc. Thịt chuột, món ăn có phần khiến nhiều người sợ hãi, nhưng lại là thứ đặc sản không thể thiếu của người dân xã Canh Nậu. Khá kỳ dị và cũng rất nổi tiếng khắp cả nước với thứ đặc sản mà chỉ nghe thôi đã làm cho nhiều người cảm thấy rất hiếu kỳ và lạ lẫm. Vậy đâu là lý do khiến cho chuột trở thành món đặc sản phổ biến đến vậy? Trong trải nghiệm lần này, Hà Nội Food sẽ đưa tới các bạn những hình ảnh chân thực về đời sống ẩm thực khá thú vị của người dân đối với món ăn đặc sản này. Cô ơi, cháu ở nhà Thắng Hợi mà chuyên bắt chuột đâu rồi cô nhỉ? Thắng Hợi ấy ạ. Thắng Hợi mà chuyên bắt chuột đấy ạ. À, đi lui vào trong Hợi Thắng ạ. Vâng, vâng, chào, cảm ơn. Con ơi, nhà cô chú Hợi Thắng nằm đâu con? Ừ. Ở thế đi vào trong kia này. Thấy cái cửa ở đây này. Cái cửa măng sạc kia này. Không phải ở trên đâu. Hơi tí. Chị ơi. Chị cho em hỏi đây phải nhà Thắng Hợi không ạ? À, vâng. Em có mấy người ngoài kia giới thiệu ở đây là nhà mình là chuyên bắt chuột ấy. Đấy thì em muốn tìm vào đây. Mùa này là mùa lấy nước và để chuẩn bị cấy. Mùa lấy nước là chuẩn bị cấy đấy. Mình nhìn cái ruộng nào thì mình biết là chuột có thể bắt được hả chú? À, chuột thì coi là nó đi cái đường mòn của nó. Mòn nghe hiểu, nó đi chạy đường mòn là có cái hàm đùn, cửa miệng của nó là nhẵn nhụi nghe hiểu. Là nó vào trong ấy, nó ở hết trong ấy. Giờ có thể đi tìm hang ở trong là đào. Nó cũng giống mình ấy, đi mãi thành con đường mòn. Đi mãi là thành con đường mòn đấy mà. Đấy, phải tìm đường mòn nó ở thì mới được. Cháu thấy ở đây là người dân người ta đây là nó đào lên đây. Vâng. Đây là chuột chó nó mách này. À, chó nó đào cái hố này đấy ạ. Ờ, chó nó đào nó mắc chỗ đây này. Chuột nó vào đùn này, nó hay đùn kiểu này này. Vâng. Đấy, nó đào cái chỗ nó đi mất rồi. Vâng. Đấy, chó nó mắc nó có ở đấy nhưng mà nó lại đi mất rồi. Bây giờ mình tìm cái lối mòn của nó chú. Đấy, mòn đây này. À. Cái mòn đây cháu ơi, chạy đây. Ờ, à, chú cũng tinh mắt nhỉ. Ừ, đấy, đấy. À, đây này có cái hang này chú này. Đấy, có cái hang đấy, cả cái hang kia được rồi. Vâng. Đây là cắp giác vào đằng trong đấy. Ờ. À. Đây cái lối mòn đây các bạn này. Đây đây lối mòn đây. Vào đây. Đấy. Dẫn vào hang chuột đây. Hang chuột đấy. Ừ. Tối kia mà có nước chú đào cho. Cái hang đấy không đào được. Không đào được tôi. Nó cái nước lên nó đây mà có nước thì làm được. Vâng. Không có nước. Thế thì chỗ này mình bắt cái gì hả chú? Bắt kia rồi à, bắt kia rồi chờ nước xong rồi xuống. À, xuống đây có nước rồi đi. Đây lối mòn đây cháu này. Đây, nó mòn chỉ nhận kìa. Đấy, đây đây. À. Đấy, đây đây. Đấy. Đây, nó có cái lối mòn đi chạy đúng đây. Như kiểu lối mòn người. Đây. Đây trong này là có cái hố chuột này chú này. Ờ đấy. Đấy. Thế là nếu mà mình bắt mình cứ già theo cái lối mòn này thôi. Đấy. Đấy. Đây là bắt rồi, đây hang lên cháu đây. Nó ra đây này. Đây này, chuột này to lắm đây. Đây này. Ờ. Đấy, hang lên đây. Ừ, hang to nhỉ. Đoàn hết ra đây này. Đấy, nó nhận nó mòn này chơi. Đây là cũng có người đào rồi. Ừ, đào rồi nhưng chuột nó ở đây trong này. Vâng, thế cái hang to này chắc sâu lắm chú nhỉ? Sâu lắm, sâu lắm, phải đào hết rồi mỏm rồi. Ừ. Còn nước thì đắp quay vào thì được, chú rơi xuống làm khu nước ở đây. Đấy, chuột nó ở hết đấy. Trong này rồi, đây chuột nó ở thế này cháu này. Vâng. Đây này, nó ở cái ổ đây này, trong nó đùn đây này. Đấy, người ta đổ nước này, đấy, thấy chưa? À thế là nó có hai lỗ hả chú? Có hai, cái hai lỗ. Bao giờ nó cũng có đường vào đường ra. Vừa đường vào đường ra. Vâng. Đấy cái lỗ này nó vào này. Nó lên nó ổ của nó lên này. Ừ, nó sẽ ở bên này đúng không? Nó ở này xong nó vào đây. Bắt cái nó động nó vào đây. Vâng. Đấy. Chỗ này
khôn phết đấy chú. Ừ, nó khôn lắm. Đấy, nó mới bắt sáng nay đấy. Quanh đồng ruộng ở đây chỗ nào nó cũng như chỗ nào ấy chú? Ờ, chỗ nào nó như chỗ nào đấy. Vâng. Đấy, chỗ này nó đùn này, nó đây đùn. Nó đùn này. Chỗ này chắc là có người ấy rồi. Đấy. Không, cái này nó đùn. Đấy, chút đây đây cháu này. Đó. Nhìn cái này nào. Đây này, nó đùn rồi này. Vâng. Ở cửa hàng này này. Ừ, chỗ này là chưa bắt hả chú? Chưa bắt. Để chú đào, chú đổ nước cho nó. Ừ. Thế nó đào cái miệng hang của nó to nhỉ chú nhỉ? Ờ, đấy. Nó đùn đấy. Cái hang của nó có sâu không chú? Sâu. Bọn này nó đào cái kinh rồi. Nó đào kinh lắm. Chú bắt tay không này, chú không đeo cái gì nó cắn theo chú? Không. Này cảm giác như có người động cốc sẻng ở đây rồi. Có gì, nó bắt trước rồi đấy. À, đào người ta đào là không sâu. Ừ. Hoặc là người ta không, à, nó không có trong này. Đây là cái hang khác. Chú xem ăn về hàng nào. Xem nó ăn nó đường ra nó chạy thôi. Đấy. Con này nó nhiều ngóc ngách lắm. Chú đang tìm đường ra. Thế là đường vào và đường ra của nó ngay gần nhau thôi hả chú? Ừ, gần thôi. Có khi nào mà nó đào từ bờ ruộng bên này nó đào thông ra được. À, thông bên kia quá gì? Nó ăn thẳng ra đây này. Ừ. Thế này mà chú không nhìn ra cái đường ra của nó sẽ chạy sang bên kia luôn. Ờ. Đấy, mặt hang ăn về kia. Mặt hang về đây. Đổ nước vào là nhanh nhất. À, mình bịt luôn hai đầu của nó luôn. Để nó chui vào đấy, nó chạy ra nó chui vào rõ luôn. Thế chú con đào chỗ đấy làm gì nữa? À, chú hang xem là con đường. Hang ở đây này cháu này. Lập hang đấy. Đổ nước vào. Đổ nước để cho múc nước. Tắt đi điểm. Vâng. Tát vào là nhanh hơn. Đấy. Hàng là cũng rồi. Hàng là cũng rồi. Cũng may đất ở đây nó là đất sét thì nó cũng đỡ ngấm chứ nhỉ. Ừ. Đỡ mất nhiều nước. Nó tràn hết rồi. Không được là thông ra bên này có nghĩa là ừ, nó sặc nước là nó chạy ngay chứ nhỉ. Nó chui sang bên này rồi. Hả? Nó chạy sang bên này rồi. Chạy ngay này rồi. Đấy, nó chui vừa chạy bên này. Đấy, thấy chưa? Nhanh nhờ. Rào cho bắt đấy nó. Đấy, trong này có một con chuột các bạn ạ. Nhưng con này nhìn hơi bé nhỉ Thắng nhỉ? Ừ. À, chú mải đào chú không để ý. Nó rất sâu. Sâu nhỉ? Ăn đi đâu. Đấy, lúc ấy mình đổ nước nó cũng chảy hết vào đấy rồi chứ. Cứ để nuôi không được. Nuôi được đến đâu là chú tỷ lệ thoát nó là bao nhiêu phần trăm chú? Thoát không thoát được. Bắt vẫn được. Bây giờ mà đổ nước nó có ra không chú? À, tí là bảy nốt xong rồi. Bảo nước cái miếng to lên. Thằng lúc này chắc nó chạy vào lỗ này không? Có kiểu nó chạy vô răng ấy. Nó có hai lỗ cạnh nhau ấy. Chạy sang lỗ bên này.
từ bên kia chạy sang bên này. Nó nhìn đúng lúc đang nhìn chuẩn ở đấy. Đấy, nó càng đào nó càng... càng đào càng đi, càng sâu. Công nhận là nó chạy nhanh rồi đấy, quả đấy chạy vù văn. Nó như nó nhìn nhăng cái màu luôn. Nó lẫn với cái màu bùn này này. Để nhìn lúc đấy mình nhìn sát rồi may thấy nó. Hàng đèo ác thật. Đấy, hay là thông nó mới đấy nhỉ? Úi, nhiều lỗ chưa? Không rồi. Có lý à. Đấy. Lỗ ngon lắm. Thế này mà đổ nước thì làm sao mà ra sang được bên này nhỉ? Nó ngóc ngách lên trên nữa. Đấy, đi tiếp. Hết hàng rồi nhỉ? Hết hàng rồi à? Thế thì nó lại ăn sang bên nào? Hết chưa chú? Hết rồi, đến kia là hết. Quanh quanh tìm chỗ này chơi sao chị? Công đoạn tìm kiếm khá vất vả các bạn ạ. Lý là chui đi đâu mất. Đấy, con hang nào đấy? Đây, lên đây. Thôi em thấy thôi gì. Bắt buộc phải thấy. Nhìn thấy nó mà không bắt được nó thì... đây đúng là bộ đấy. Phim hàng đấy. Làm ra mình này rộng mình. Khơi lên rồi. Gần đến này rồi. Sao chú biết là gần đến ạ? Nó gần đến rồi. Đấy. Cuối hang của nó bao giờ cũng sẽ có rơm rác. Đến ổ của nó. Đấy, 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 thấy, cháu thấy nó đông đậy rồi đấy chú ạ. Đấy, 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 đấy. Ồn ếch à? Ồn, còn ếch. Con chuột đâu à? Hàng ếch à? Lúc nãy nó nhảy sang, thế là nhìn thấy con ếch nó nhảy sang. Bắt luôn con ếch chú ạ. Ếch. Thế đây lại là hàng ếch à chú? Không phải hàng ếch. Ếch mấy chuột có sống chung không nhỉ? Không phải, mà nó chui vào thôi. Đất được chuột đấy chú ơi. Đây, 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 đây. Thấy chuột rồi. Đấy, nhìn thấy đâu đấy? Đấy. Ủa, đây, con chuột này. Ừ, đấy, chuột đấy. Chuột đây đây. Đấy, nó không chạy nhỉ, nó sợ mình. Nó sợ, đấy, nó thò sợ. Đầu đấy. À, đây là con chuột đây các bạn đấy. Này. Đấy. Chú lên lơm chứ. Không. Ui, chú không sợ nó cắn. Đấy. Ừ, con đây mà. Đấy, chuột đây. Đây. Ồ, đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Đây, chuột đây. Ờ, bắt được rồi, bắt được rồi. Ô, chú không cắn, không sợ cắn à? Ý, nó cắn đau không chú? Đấy, chảy máu. Chảy máu luôn nhỉ? Ừ, nó có răng nữa này mà. Vâng. Đây, chuột đây rồi. Vâng. Đấy, rồi. Rồi. Cái mùa nước thì nó mới ra, nó ra bờ. Vâng. Thế mới ra bờ thì bọn chú đi bắt chuột thì mới đổ được nước. Vâng. Thế giờ mà đổ vào mả thì người ta nói cho. Vâng. Nó mới ra bờ mà. Thế là sống chủ yếu trong mả chú? Ừ, sống trong mả nhiều lắm. Đấy, nó ở hết trong đó. Đây, cái hang này là có chuột ở cháu này. Hang có chuột để bắt đây này. Đây có chuột này các bạn. Rồi. Chú nhìn thấy chuột hả chú? Nhìn thấy chuột rồi. À. Để mở rộng cửa đây. Thế nhá, chờ mà chú mà đến hang, cửa hang lại chú phải bới từ từ. Đấy. Vâng. Đấy, từ từ thấy hang này này.
Vâng. Thế chú là phải đưa dòng vào lại là tiếp tục đào. Để sợ nó đỡ không chạy ra đúng không? Không chạy ra được. Đấy. Ừ. Thế giờ chú lại phải đào đây này, đào đi. Vâng. Thì nó không chạy ra được. Vâng. Đến lúc mình đào gần đến nơi là mình có biết không hả chú? Có biết chứ. Làm thế nào để mà mình nhìn biết? Nhìn thấy đuôi chuột. À. Nó bởi vì chuột nó sợ nó sẽ chạy vào. Ờ, đấy. Đấy. Đây là hang ở đây này. Đó, kia chua kia, chua kia. Đâu, 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 đâu. Kia, 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 kia. Đấy. À, nhìn kia rồi. Đâu, đâu. Đấy, thấy chưa? À, rồi. Đấy, chua đấy. Lúc này thì mình có đổ nước không chú? Hay là mình cứ đào thẳng? Mình cứ đào thẳng. Ừ, rồi. Đây, coi nè. Giờ là chú bới ra để chú bắt sóng đó. Cháu bao nhiêu chú chắc? Đấy, đấy, đấy. Mới con liền chú ạ. Mới con liền đây này. Này, cháu đây, 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 ổ rồi. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đây. Đây này, cháu thấy chưa? Thấy chuột chưa? Rồi. Hai con, ba con. Đấy, đấy, kìa kìa. Ôi, chú bắt thế nó không sợ cắn ạ? Không. Chết. Mày chết. Đây là một con nhá, chú bịt cửa hang này nhá. À, chú bắt xong là chú bịt luôn. Ừ, đấy, bịt để cho vào giỏ này. À, chú phải bẻ răng luôn, không nói. Đấy, bẻ răng nó cắn. Đấy, chú cho vào giỏ này. Đấy, trong đây. Hang này thường là có ôn được mấy con nữa này. Đây. Nó khoảng 4-5 con. Vâng. Đấy. Nhưng mà phải tùy được hang nó có nhiều này. Rồi vâng, thỉnh thoảng thì vớ được hang. Đấy, giờ chú lại bịt này đây này, không lấy ra mất này. Ừ. Đấy, đấy giờ chú lại bể răng này. Đấy. Hai con rồi. Hang này được 5-6 con. Mất răng khỏi cắn. Đấy, đâu rồi. Đây, đây. Ê, kìa, kìa, chú nhìn thấy cháu đuôi nhìn chưa? Rồi, cháu nhìn thấy rồi. Nhìn thấy đuôi chưa? Đấy, leo lên dòng rồi đấy. Vâng. Ở đây, đây, đi ra đây. Kệ ra đang làm gì. Hai con, còn hai con nữa. Đấy, còn hai con. Ôi, ôi, khéo chạy rồi. Ôi, ôi, ôi. Ở đây, 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 kia, kia, kia. Ôi, chúng kia, kia. Đây, đây. Chết, chúng đường, chết rồi. Ê, chú ơi kìa. Nó chạy mất rồi, nó lặn xuống kìa. Lặn về đây. Đấy. Ờ. Tí nữa thì chạy mất. Tí nữa chạy mất, thế là được rồi. Ờ, chú lắc lắc thế cho nó đỡ cắn này chú. Cho cắn. Ơ được rồi, con lua, con lua, con lua. Đâu, đâu, đâu. Nó chạy rồi à? Đây, 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 đây. Này, con lua. Chết, mày ngụp xuống rồi, mày chết rồi. À, ngụp ghê nhỉ. Đấy, đấy. Nhờ nó bơi không nhanh chú nhỉ. Ờ, đấy, con lua chết rồi mà. Đấy. Rồi. Được hai con. Nếu mà chuột này chạy trên cạn thì nó thoát đấy. Để nó chạy nhanh hơn. Xuống nước là nó... Đúng rồi. Rồi. Chạy xuống nước là dại rồi. Còn chắc là hết đấy. Thế thôi. Chưa, kiểm tra nào. Hết rồi, hết rồi. Ấy, à không phải, thì cục đất. Ừ. Nhìn nó giống giống. Giống giống. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Bắt chuột này mà không có kinh nghiệm mà đi tìm ấy mà. Mà cái hang của nó có cỏ này. Vâng. Đấy, nó đùn này. Vâng. Mà không tinh thì không thể bắt được. Vâng. Nếu mà cứ tìm hang nhẵn thì có là rắn nó nhẵn có. À. Nhưng mà rắn nhẵn của cái rắn nó khác. Vâng. Của chuột nó khác. Vâng. Chuột nó có mực chân. Vâng. Chú đi chuyên mà bắt bộ thôi. Vâng. Bắt bộ là như thế nào? Đấy, bắt bộ gọi là cứ đi tìm hang này. À. Thế như này là có cỏ ở ngoài cửa hang. Thế có mực chân nó vào. Vâng. Đấy, vừa bắt sáng nhưng mà đến chiều mà có cỏ nó lại vào. Vâng. Đấy, thế cho nên là phải có kinh nghiệm. Tìm cửa hang mới được. Thế là một hang có thể bắt nhiều lần. À, có khi nó cứ hết ngày này ngày mai nó lại vào. Ừ. Cứ chặn lối đi mà nó không có hang nó lại vào hang này. Vâng. Mà nó vào có khi nó vào hàng đàn nó là chục con đấy. Vâng. Hang này mình bắt được 4-5 con. 5 con. 3 con bắt vào dọn bắt sóng. 2 con chạy xuống chuồng đây. Vâng. Còn nếu mà chạy xuống chuồng thì nó còn thoát. Nhưng nếu chả chú nó chạy cái bờ trục là mà nhiều hang thì mình là phải đào. Đúng rồi, nó lại chạy vào hang khác lại thì chạy vào hang thì mình lại phải đào. Coi như đào từ đầu. Lại đào từ đầu, thế chứ vâng. Chạy ra ngoài kia là mình cứ theo cái mưa. Nếu mà sâu thì nó tăm. Vâng. Nếu mà nước mà cao khoảng 50 phân thì nó lặn ở dưới nó cứ theo cái đường tăm của nó. Ừ, là thì mình theo cái đường tăm của nó là bắt đầu là mình dò. Vâng. Nó ngóc đầu lên cái là mình chộp ngay đi đuôi nó. Vâng. Nếu mà không hay. Quay thì nó quay lại là cắn luôn luôn. Vâng. Đấy. Đâu? Cái găng tay chân cơ chứ. Ồ, chỗ này bao nhiêu cân chuột đấy chị? Chỗ này tầm yến chuột anh ạ. Vâng. Thế hôm nay là bắt được nhiều chuột đấy ạ? Hôm nay thì em được hơn yến.
nhưng mà em cũng thịt cho khách vẫn mấy cân rồi và còn chỗ này nữa anh ạ. Và đây là em đang lọc những con chuột to cho khách, bởi vì thường thường chuột đồng này cũng có nhiều khách họ thích ăn chuột to và cũng có người họ thích ăn chuột nhỏ, thì họ thích chuột nào thì mình sẽ thịt cho họ chuột đấy. Bởi vì em thấy chị bắt chuột dễ nhỉ? Vâng. Cái này mình làm lâu rồi thì nó quen thôi nhỉ. Chị bắt thế này có hay bị cắn không? À, thường thường thì khi mà mình bất cẩn thì mình cũng bị cắn. Thế à? Vâng. Nhưng mà mình bắt làm sao để cho khỏi cắn, mình cắn. Thường thường thì chuột nó sẽ rất là sợ mình. Khi mà mình thò tay vào thì nó sẽ rúc vào nhau. Khi mà rúc vào nhau thì mình sẽ cầm đuôi mà mình nhắm. Và mình cầm thì mình phải cầm thật nhanh. Vâng. Và mình nhắm thật nhanh. Còn nếu mà quá ít thì nó sẽ chạy và nó sẽ quay đầu lại với tay mình. Đây này, ví dụ như con này nhá. Nếu mà có đấy. Nếu mà có một hình nó sẽ quay lại nó. À, nếu mà mình nó là nó sẽ phản ứng nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Con mình nó sẽ quay lại. Còn thường thường là nó sợ thì nó sẽ rúc vào con khác. Nó sẽ rúc vào nhau. Chuột đồng thì thường thường nó không đều. Có con thì to, nhưng có con thì lại bé. Thế nếu mình ra chợ thì mình sẽ thịt tắt. Nhưng mà khi mà mình thịt cho khách thì mình sẽ phải lọc chuột. Đây, ví dụ chị bắt mấy con bên này là chị phải cẩn thận hơn nhỉ? Đúng rồi. Khi mà còn một hay hai con chuột trong lòng thì mình phải bắt thật cẩn thận. Không cẩn thận nó sẽ cắn mình luôn. Chuột cắn. Lúc này thì chỗ này là bắt lại dễ. Vâng, chuột bắt như thế này thì nó dễ bắt hơn. Chuột răng là to, nó cắn này đau. Nhìn thì rất là hiền, nhưng mà để nó chạy ra ngoài và mình thử đuổi thì rất là khó. Khi vồ được nó thì cũng rất là khó vồ. Chuột như này là đã to chưa chị? Chuột như thế này là nhóc rồi anh ạ. Những con chuột em bắt vào đấy là những con chuột to nhất. Vâng. Nhưng mà chuột đồng thường thường những con thật là to thì nó tầm độ 3 lạng. Đấy là những con chuột đồng. Hôm nay không có chuột cỏ chanh. Ô, em thấy trước còn bảo có cả con rúi à? Đúng rồi. Rúi nó to phải gấp mấy lần con này chị ạ? À, con rúi thì thường thường nó sẽ từ 5 lạng đến 7 lạng là những con to. Chuột ý nó là cũng là chuột đồng nhưng chuột ý nó ăn cỏ chanh. Nó ăn chanh à? Nó ăn cái cỏ chanh ấy, củ cỏ chanh. Còn chuột này thì nó ăn thóc rồi ăn lúa. Nước này là chị lấy trực tiếp từ bình đóng lạnh luôn à? Bình đóng lạnh. Thế thì nó cũng không sôi sợ đâu đúng không? Không. Nhiệt độ chỉ tầm 75 độ thôi. Vâng. Mà mình dùng được rồi. Mình có bình nóng lạnh thì mình sẽ dùng bằng bình nóng lạnh. Và mình nếu không có dùng bình nóng lạnh thì mình sẽ đun nước để dùng. Làm nông chuột này nói chung là ở cái khâu đổ nước là mình đổ nước chuẩn thì làm nó sẽ rất là nhanh. Quan trọng nhất là nước. Đúng rồi, nếu mà làm không chuẩn thì sẽ không làm được. Vâng. Được không? Vàng nó căng nó phồng. Rồi vàng nó căng ra. Chị kiểm tra cho hay để làm gì đấy? À đây, em kiểm tra hướng gió anh ạ. À. Làng mình bây giờ là cái nghề làm chuột như này có mai một hơn trước không chị, hay là vẫn được duy trì như thế? Nói chung là làng nghề em thì họ cũng làm nghề rất là nhiều. Thế nhưng mà những người đi bắt chuột thì họ vẫn đi bắt chuột chứ họ không bỏ nghề. Vâng. Có cái thì bây giờ họ sẽ đi bắt một buổi và họ sẽ làm nghề một buổi. Ngày xưa thì họ chỉ là bắt chuột thôi, họ không có nghề mọc thì họ chỉ là đi bắt chuột. Nhưng bây giờ bọn em bắt chuột thì bắt chuột nhưng vẫn có thể làm nghề. Thế là bây giờ là cái lượng chuột nó ít hơn ngày xưa hay sao? À, không phải anh ạ. Chuột lúc nào nó cũng như thế. Vâng. Đấy. Bây giờ họ còn ăn nhiều hơn ngày xưa. Bởi vì là nhiều nơi biết đến món thịt chuột này. Vâng. Thế nên nhiều khách thiên hạ họ đến các nơi họ đến mua. Cái thôi chuột này nhìn thì rất là đơn giản, nhưng thực ra thì nó cũng hơi khó một chút. Vâng. Là mình phải căn được cái lượng lửa và căn được cái lượng gió. Có nghĩa là mình phải nhiệu xem rơm phải để vừa phải để có được lửa xuống bắt chuột. Lượng lửa cũng vừa phải là mình sẽ điều chỉnh là mình muốn con chuột này nó sẽ lên màu vàng óng hay là lên màu, có nghĩa là mình thui thậm hơn một chút hay là mình thui non hơn một chút. Đấy là ở tay của mình. Cái này là cũng phải kinh nghiệm lâu năm thì đúng rồi. Rơm phải thật là vàng, con chuột nó sẽ vàng, nó sẽ óng con chuột. Còn rơm mục và nó xấu thì con chuột nó sẽ rất là đen.
như thế này, vàng này là đạt yêu cầu đấy ạ. Dâm như thế này là đạt yêu cầu rồi anh ạ. Vâng. Dâm này là dâm khi gặt xong nó khô một nắng. Vâng. Dâm được một nắng thì nó sẽ rất là sáng dơm. Vâng. Nó đều màu nhỉ. Nó đều màu. Vâng. Và chọn dơm thì cũng phải chọn dơm nó dối vừa, không được dối nát. Mà nát quá thì là nó cháy nhanh. Đúng rồi. Nát quá nó sẽ cháy, nó sẽ không có nhiều lửa, nó sẽ có nhiều khói. Vâng. Đó. Đây, con chuột. Ừ, nhìn nó căng mọng lên nhỉ. Rất là căng và mọng. Vâng. Nó khác hẳn với con chuột. nhìn lúc này thì thậm chí còn hơi sợ cơ. Đúng rồi. Thế nhưng mà thui lên thì rất là vàng như một con khoai này. Đấy, nhìn căng bóng này. Rất là vàng luôn. Đấy, bây giờ em sẽ đi rửa. Vâng. Nhà thường thì chắc là khách mua người ta cũng nhiều thì làm luôn đâu. Đúng, em sẽ vừa bán và vừa làm. Vâng. Khách mua con nào thì em sẽ thịt con đấy. Cái đồ kéo ở đây cho mình nổ nha. Yeah. Và bây giờ em sẽ mổ cho khách. Khách này là khách mua mổ sạch. Không chỉ là nguồn bổ sung thực phẩm nhiều dinh dưỡng, việc bắt chuột còn giúp cho người dân loại bỏ loài động vật gây hại, đe dọa tới mùa màng bội thu của bà con nơi đây. Ơi, cho con hỏi là cái truyền thống thịt chuột làng mình là có từ bao giờ đấy hả ông? Ấy, từ cổ xưa, từ ngày phong kiến đế quốc. Vâng. Đây là làng thịt chuột đầu tiên ở cái tỉnh Hà Tây, trước là tỉnh Hà Tây. Vâng, lý do gì mà thịt chuột lại trở thành một cái sản phẩm truyền thống của làng mình ông nhỉ? À, cái thịt chuột này nó có giá trị lắm. Vâng. Từ cổ đời các cụ ngày xưa đấy. Vâng. Mà phong kiến đế quốc các đồ hộ mình đã có cái làng này là truyền thống thịt chuột rồi. Vừa là bổ ích và vừa là tiêu diệt hết cái lũ chuột, nó không phá hoại hoa màu của nhân dân. Chị ơi, chuột này mình bán như nào đây? 130 một cân anh ạ. 130 là có theo kích cỡ chuột như nào không chị? Có. Chuột nhỏ thì nó có thể bớt hơn một chút xíu. Nếu mà cái loại chuột này ấy thì 120. Vâng. Loại này thì 130. À thế ạ. Vâng. Vâng. Loại là chuột to mập hơn thì nó 130. Vâng. Con này là chắc là được khoảng tầm 2 lạng con đấy chị nhỉ? Được 2 lạng thôi. Ở đây là chị có chuột ở đây thôi hả? Còn ở đâu nữa không? Vẫn còn ở dưới này. Ồ, nhiều phết nhỉ. Đây, thế là chị cũng chưa phân loại ra đúng không? Bao giờ bán thì bắt đầu mình mới phân loại. Ai thích loại nào thì bán loại đấy. Ừ, thế là chị bán thế là theo giá hơi à? À vâng, theo giá hơi đấy. Vâng. Thế nếu mà làm rồi thì giá như thế nào? Làm rồi thì 200 nghìn một cân. 200 nghìn một cân ạ. Vâng. Đây, chỗ này là chị bán cả chỗ này được khoảng bao nhiêu cân đây? Ở trên này hay là tất cả? Vâng, cả chỗ này ngày hôm nay. Cả chỗ này khoảng 7-8 cân. Vâng. Thế là thường là mấy giờ chị ra đây chị bán? À, khoảng 4 giờ. Thế bán hết cho 3 giờ thì hết? Tùy khách thì thuộc vào chợ ấy, hôm mà là đắt hàng thì được về sớm. Vâng. Hôm mà ế thì có thể là 6 giờ. Vâng. 6 giờ chiều. À, 6 giờ chiều. Thế thì cũng sớm nhỉ? Chắc bán được khoảng 2 tiếng là đã hết rồi. Vâng, bởi vì cái đất này nó là kiểu đất đặc sản. Vâng. Đặc sản của cánh đầu là cái món này. Vâng. Thiên hàng người ta cũng vào đây mua nhiều. Thế ạ. Thế Tết này thì bán đến bao giờ? Tết bán đến khoảng 25, 28 Tết. 28 Tết nghỉ hả? Vâng. Vâng. Thế Tết dân mình thì có mua cái này về ăn Tết không chị? Có những người, có khi người ta còn mua từ bấy giờ để người ta tích vào tủ rồi. Tỷ lệ người ta mua về người ta ăn Tết có nhiều không chị? Nhiều anh ạ. Người ta về người ta làm tất niên. Vâng. Thế là làng mình là em nghe nói là chuột này là đặc sản là không thể thiếu à? Trong các mâm cỗ đây. Không hẳn là như thế anh ạ. Cũng, vâng. Cũng tùy thuộc vào người ăn được, người không ăn được. Thế chị bán này chị có để dành chuột để ăn Tết không? À, không, bởi vì lúc nào cũng có nên không cần phải tích. Ừ, thế ạ, vâng. Cái là nó trái mùa thì chuột nó gầy hơn. Thế ạ? Nếu mà nó đúng mùa ấy thì chuột nó sẽ béo. Vâng. Như tâm bây giờ là nó là đang trái mùa. Là hơi gầy hơn bình thường. Hơi gầy hơn cái lúc mà giữa mùa, bởi vì giữa mùa nó có thóc có gạo thì nó ăn được. Còn bây giờ ở ngoài đồng là không có cái gì. Vâng. Ồ, chuột này là chị thui luôn ở đây hả chị? Ừ, tí nữa chị làm xong. Ừ. Làm thui luôn, em tưởng là mình thui hết ở nhà rồi. Không, bây giờ chị vừa làm rồi. Vâng. Người ta không ăn thui, người ta mua chuột trắng mà. Người ta ăn chuột trắng thì mình bán chuột trắng. Bình thường mà vội quá chị cũng sẽ, thì em cũng sẽ đem ra vừa làm vừa bán. Gia vị của chuột nướng, chính mắm, tương ớt.
Vâng, sao dê bếp ấy, đàng hoàng. Cái này thì cái chuột hàng ngày mình bán thì số lượng cũng nhiều không anh? À, nó vô cùng, cuối tháng thì đầu tháng thì là được. Nó nhiều, nhiều khách lắm, khách ăn này. Cái chuột này thì người ta cũng có kiêng không? Không kiêng, khách người ta ăn là tự nhiên, toàn ăn chuột. Có những anh em về là ăn giặt chuột đủ món cho nó, nướng, chiên, hấp, xào, rang hành. Nướng này là nhanh không nhỉ? Vâng, nó lâu mỗi cái công đoạn nó ủ ra anh nhỉ? Ủ, chiên, nấu, nướng nhanh lắm, tí được. Vâng, bởi vì là cái thịt của con chuột này nó cũng mỏng. Vâng, nó không như cái chó về thịt được. Vâng, thế để nướng này thì mình chọn cái con chuột khoảng bao nhiêu lạng? Chuột nó phải dày, dày mình nhỉ? Thịt này nó phải được khoảng 1 lạng rưỡi. Thì nó mới có béo, chuột béo, nó mới có tí mỡ, nó mới ngọt. Vâng, thì nướng nó còn quắt đi mà anh nhỉ? Vâng, vậy nó ăn nó khô khóc. Cái này chẳng ngày nướng chẳng ngày thì rắc ấy vào, băm chặt chẳng ngày rắc vừng vào. Vâng, hình như món nướng là món chiên đều... Chiên nó cũng như nhau hết, cũng ướp, cũng công thức như nhau hết. À, cũng công thức về cái gia vị như này luôn ạ? Đúng như thế luôn. Nhìn bắt đầu vàng thấy ngon nhỉ? Vàng anh, nếu mà tầm đủ gia vị không phải mua nó vàng. Vâng, thường thì mình có cho thêm cái gia vị gì để làm cho nó vàng không? Vàng thì ví dụ đợi lâu quá thì quệt ti ấy, nó giòn rè. À, đấy, bây giờ nhìn nó phồng phồng lên anh ạ. À, chưa được, tí nữa ra. À, tí nữa mới được, nó phải được cả bụng. Cả bụng nó phải chín vàng rồi. Ra nó nổ phồng lên như bánh da ấy nhỉ? Đấy, chưa được. Ồ, nhìn bắt đầu nó xém xém, nhìn ngon quá anh nhỉ. Đấy, thêm chắc thêm bao lâu nữa được ạ? Tí nữa được này. Đây, đây là gia vị của chuột chiên. Vâng. Đây là anh dùng tỏi, hành, ớt này. Món này là món thịt chuột chiên này. Chuột chiên. Vâng. Đây, tẩm ướp gia vị mắm. Thấy như cái gia vị này giống gia vị anh nướng đúng không? Ờ đúng rồi, nó như nhau, không khác gì nhau cái gì. Này, ta vàng. Này còn cái đun mỡ này nè, chiên. Cái này để còn tầm tiếng đồng hồ này, theo hồ ngấm này. Thế này là mình cho vào chiên. Đây là món chuột chiên với nướng, hai cái gia vị là như nhau. Vâng. Cho dầu vào để chiên chuột, cho ngập dầu chuột. Nguội được, không gì. Cái này mà để lửa nhỏ thì có sao không? Không, sủi mỡ này không. Có quá nó cháy mỡ. À, chiên giòn rồi, để cái này, để tí này là giòn. Con rán bình thường là vàng này. Chắc là chiên vừa vừa nó sẽ ngon. Đúng rồi. Còn cái độ ngọt của mình là chiên mà chín quá thì nó khô. Đúng rồi, chiên giòn quá nó khô. Bao giờ bên dưới là chín nó được thì anh mới lật. Chỉ cần lật qua cái lên cái này là được. Nó liên tục nó dính không lên được. Nó dính cái dưới con chuột này không lên được. Tự nó nổi lên là cái là được. Ừ. Đây thế là gần được rồi này. Giống như kiểu dạng như mình chiên đậu cũng vậy anh nhỉ? À, đúng rồi. Nếu mà được nó nổi con chuột lên cái là mình lật lại trở lại được. Vâng, bắn nhá, không nhận ra đấy. Cái này đúng nhỉ, chiên đấy, ấy, dính nhá. Cái thịt chuột này là dính nếu nhỉ anh nhỉ? Nếu vội quá là dính, đấy, dính bắt được chè đây. Nó dính như keo ấy nhỉ? Chưa được mà. Nếu mà được thì nó tự nhiên nó nổi con chuột lên, nó lật cái này cả là trở. Vâng. Đấy, cho vào đó. Vâng. Nhìn ngon nhỉ, nó vàng đều. Bánh tẩy đấy. Vâng. Nếu mà muốn để nó dè thì để lâu tí dè điếng này. Đấy, nhìn ngon nhỉ anh nhỉ. Nhìn này thì ai bảo là không ngon cơ chứ. Ba con nướng như này là đĩa này là bao tiền anh? Đĩa này bán bình thường là 120.000. 120.000 ba con. Về con. Thế bọn em mà đi hai người thì ăn như thế nào cho đủ anh? Hai người à? Hai người thì làm mỗi đĩa này. Thế này đủ đĩa này.
Vâng, nếu mà một người ăn như thế này là có đủ không? Một người này thì nhiều quá. Thế thì thoải mái nhỉ? Vào 40.000 một con. Đây là chuột chiên này. Đây, chuột chiên. Vâng, chuột chiên này thì nhìn nó ít nổ hơn là chuột nướng nhỉ anh nhỉ? Giữa chiên với nướng này thì loại nào là anh bán nó chạy hơn hả? Nướng chạy hơn. Nhưng mà công dụng thì chiên thì công dụng hơn. Bởi vì nó không lấy cái bếp việc này. Cái đồ dầu và cái này chiên nó nhanh hơn. Vâng. Nướng này là lấy cái chiên về là lâu hơn. Nướng thì còn phải than các thứ, chiên thì chỉ cho là xào dầu. Nào phải đợi dóm bếp dóm việc. Gia vị thì nó như nhau đúng không anh? Gia vị thì nó như nhau. Ngon quá anh nhỉ. Được. Đây như đĩa này 4 con thì là bao nhiêu tiền hả anh? Anh ở đây bán theo đĩa này. Cái xếp đầy đĩa này. Thế có một đĩa này là 120.000 ạ. Vâng. Mấy con này là to thì nó đầy đĩa thì đủ đĩa thì thôi. À bởi vì là anh lấy 3 con này do nó to hơn đúng không? Ba con này to béo. Vâng. Thế là hai đĩa này là 240.000. Kết thúc cái hành trình ngày hôm nay thì mình lấy hai cái món này là món chiên và món nướng các bạn nhé. Chiên nướng đều giá là 120.000. Mình không lấy cái món luộc ấy, bởi vì ăn cái món luộc thì mình ăn không quen thì thực sự là nhìn nó cũng rất là hấp dẫn đúng không các bạn? 120.000 một đĩa thấy cảm giác nó rẻ. Rẻ quá nhỉ. Nướng trước thì tương là ngon, tương thơm. Tương ngon quá nhỉ. Tương này thơm mà nó ngọt. Nó rất đặc biệt các bạn ạ. Nó cũng là tương bần nhưng mà nó ngon hơn ấy. Nó ngon hơn, nó ngọt dịu cơ chứ nó không phải nó sắc hẳn lên những cái tương bình thường mình ăn. Bên trong này thì anh có cho ớt và sả. Mời các đi. Bạn chén cái món này trước cho nó nóng các bạn. Mình sẽ ăn cái món này trước các bạn nhé. Đây các bạn này, có khi xin phép các bạn cho nó dễ xử. Bên trên cái miếng này thì là nó phồng rộp lên các bạn này. Da phồng rộp lên mà nhìn rất là mỏng. Da giòn, ngon. Ngon thần sầu luôn các bạn ạ. Ăn nó không bị cứng mà nó giòn tan các bạn nhé. Sau đó thì nó lại có cái hương thơm của vừng, hương thơm của cái thịt nướng thơm thơm đấy các bạn. Ăn cái miếng vừa rồi là ngon cực kỳ luôn. Đây này, mình ăn cái miếng là nó mỏng mỏng. Bởi vì là, đây. Nó kiểu nó thơm được phần cái trong cạnh. Đây các bạn này, nó hơi cháy xém này, ăn rất ngon luôn. Cộng với là cái tương ở đây người ta làm ngon lắm các bạn nhé. Cái miếng này mình ăn nhiều thịt hơn. Cái này nó ngon một phần. Đúng rồi. Chấm nó rất là đậm đà, cho má. Thịt chuột ăn thì là nó mềm các bạn ạ. Được cái phần da thì nó giòn, phần thịt thì nó mềm, kiểu nó tan này. Ngon lắm các bạn. Mời các bạn nhé. Ngon quá. Phần da xem cạnh ăn nó thơm, còn phần thịt ăn nó mềm. Giống như tương này nó lại dậy được cái mũi vị gừng, xong rồi đậm đậm ngọt ngọt với tương. Đúng rồi. Đây thôi bây giờ mình ăn sang cái món chiên các bạn nhé. Về cơ bản thì gia vị anh ấy làm cũng giống như là món nướng này. Nhưng mà thay vì nướng thì anh ấy chiên. Mình thích ăn cái phần mỏng mỏng này các bạn này. Vì phần mỏng mỏng này thì mình sẽ cảm nhận được nhiều cái hương thơm của cái chiên xém cạnh. Mỏng ấy, mình nhai cả xương. Đây là cái phần bụng. Ăn mốc cay ngon các bạn. Ăn cái phần thịt chiên này nó cảm giác là cái phần thịt nó khô hơn là cái phần thịt nướng này. Chú thì chú thấy là nó cũng không phải là khô đâu. Nhưng ăn đầu tiên là nó không giòn như thịt nướng nhỉ. Ăn thịt nướng nó giòn tan ra, nó có lên một cái hương thơm hơn. Còn cái này thì nó cũng thơm, nó thơm cái kiểu chiên nhưng mà nó không giòn được như cái phần nướng các bạn ạ. Đây các bạn, này mời các bạn nhé. Ăn cho má ngon, nó bùi bùi. Ngon. Bùi bùi mát mát. Mát mát. Tương ngon. Ngon quá. Ăn cả xương luôn các bạn. Cái phần xương to này bỏ phần xương nhỏ nhỏ nhai giòn cả xương. Nhai hết luôn. Mình thích ăn cái thịt nướng này hơn. Cái thịt chiên này thì có phần là cái thịt chuột nó chắc hơn nhỉ. Đấy, thế lấy cháu mới bảo là ăn cảm giác nó khô thịt hơn đấy. Nó chắc hơn thịt này. Thịt này ăn nó mềm hơn. Nhưng bên ngoài thì ăn lại giòn tan hơn. Ngon quá các bạn ạ. Có khi là nhiều người người ta nói là ăn ngon hơn thịt gà. Đúng đấy các bạn. Ăn nó ngon lắm. Mời các bạn nhé. Ngon quá. Đây là miếng đùi đúng không? Cho nó có 4 cái đùi. Cái đùi này các bạn này. Đùi bé xinh xinh.
Này các bạn xem này, cái phần thịt nó rất là mềm đây. Mình bóp các bạn nghe thấy không? Tiếng giòn này. Nó giòn 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 phía bên ngoài ấy. Do anh ấy chiên lửa rất là to và anh ấy chiên nó vàng đều, già lửa nên là cái phần bên ngoài nó giòn. Nhưng mà mình phải công nhận là cái sự thành công của món ăn này nó đến từ cái tương này. Tương cảm giác nó rất là đậm đặc luôn các bạn. Nhưng mà nó lại không bị quá sực khế và chua chua của cái tương thông thường đâu, mà nó ngon hơn, nó dịu hơn. Nó hơi đượm đượm ngọt mà nó thơm hơn. Tương đây là tương đặc biệt đó. Mời các bạn. Mình lấy cái món nướng lên nhé. Các bạn nhìn này, cái phần da nó nổ bì này, nó nổ. Đấy, tan luôn nhé. Cái da này nó rất là ngon. Da giòn tan này, giòn tan như bánh đa nhưng mà nó không cứng. Ăn vào phần thịt bên trong thì nó mềm. Cái miếng nào mà nó nhiều da hơn ăn nó sẽ ngon hơn. Bởi vì thịt bên trong thì nó lại mềm các bạn. Thịt chuột này nó mềm hơn so với cả thịt gà nhé. Đấy, mình so sánh với cả thịt gà thì mình cứ nói là nó mềm hơn luôn ý. Thậm chí là nếu mà nhiều thịt quá mình ăn cảm giác là nó hơi nát nát một tí. Đấy, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Có thể nói là thịt chuột ăn thực sự là cái lần thứ hai mình xuống Canh Nậu rồi các bạn ạ. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy là thịt chuột ăn nó cực kỳ là ngon. Ăn nó rất là ngon luôn ý các bạn, mà lại rẻ nhá. Một đĩa này các bạn tưởng tượng là có 120.000. Công sức người ta bán như thế, xong người ta làm như thế. Ăn chỉ 120.000 mà ăn rất giòn luôn. Ví dụ đúng cả các loại thịt khác ấy, mà chiên lên ăn nó sẽ không được giòn, nếu kiểu giòn tan như thế này các bạn ạ. Ngon lắm. Đấy, bây giờ mình mới hiểu là tại sao người dân Canh Nậu người ta vẫn giữ gìn cái truyền thống ăn thịt chuột cho đến tận ngày nay ấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.